Linh Tý, chị Bích Trâm vừa tới luôn nha cô chú anh chị. Em chào Linh Tý. Chào chị Bích Trâm nha. Dạ dạ. Nay em nói tặng cho chị Long xin tặng mọi người nha. Đi đi trong vào trong nhà luôn nha. Đó, Linh Tý, chị Bích Trâm mới vừa vào bên trong nha cô chú anh chị. Đây là hai nhân chứng ha, cũng sẽ đóng góp những ý kiến rất quan trọng để hỗ trợ cho các luật sư bên phía Thừa Phát lại để làm rõ, bổ sung thêm các cái chứng cứ để lập vi bằng các cái tài khoản giả mạo xúc phạm danh dự nhân phẩm của chị Hồng Loan cũng như là những người thân của chị Hồng Loan nha. Thì có đó, chị Hồng Loan vừa mới lên trên nha quý anh chị. Chị Hồng Loan dẫn anh Linh Tý cũng như là chị Bích Trâm mới vào. Đây là những cái nhân chứng bổ sung những cái hồ sơ bằng chứng để tiếp tục lập vi bằng các tài khoản nói xấu bôi nhọ chị Hồng Loan cũng như là những người thân nha. Em thấy anh Linh Tý đang thắp nhang trên bàn thờ của ở cầu Năm nha cô chú anh chị. À, có anh Nguyên Vũ, chị Ni cười rất là tươi nha cô chú anh chị. Chị Ni, anh Mỹ. À, chị Ni cười rất là tươi cô chú anh chị ơi. Chị Ni đây nha cô chú anh chị. Chị Ni hôm nay mặc áo màu đen nha cô chú anh chị. Đó, anh Nguyên Vũ nè cô chú anh chị. Em thấy khuôn mặt của chị Ni rất là vui. Nhưng mà chị Hồng Loan thì hơi căng thẳng nha cô chú anh chị. Đó, mọi người đang chụp hình với nhau. Anh Linh Tý, chị Bích Trâm, chị Hồng Ni. Anh Linh Tý đội cái nón tay bèo nha. Mọi người đang chụp hình của chú anh chị ơi. Đó, các luật sư hay là chị Ni hay là anh Nguyên Vũ khi mà vừa bước vào nhà chị Hồng Loan là phải thắp nhang trên bàn thờ cô Năm trước nha cô chú anh chị. À. Đó, em thấy nụ cười của chị Hồng Loan rất là tươi nha cô chú anh chị. Ồ, tươi lắm. Chị Ni cũng đang rất là vui. À, chị Bích Trâm. Và xin chào cô chú chị các bạn nha. Thì hiện tại các anh chị cũng đang làm việc bên trong và hình như là cũng chuẩn bị sắp xong cả nhà ơi. Trước nãy giờ làm việc cũng trên 2 tiếng đồng hồ rồi, nãy giờ trong cái nhà cả nhà. Bây giờ chuẩn bị gần xong rồi ha. Đây anh chị đang đứng trước cửa đây cả nhà ha. À, anh Linh Tý và chị Bích Trâm cũng mới vừa đến. Thì buổi làm việc diễn ra cũng khá ồn ào nha. Hình ảnh bên trong xin vũ mới vừa chia sẻ đó. Làm việc cũng rất là trịnh trọng nha. Bên phục bên là luật sư nước ngoài rồi bắt lại. Còn bên kia là chị Hồng Loan, Thành Mỹ và chị Ni, đó là sĩ Nguyên Vũ đứng bên ngoài nha cả nhà ha. Và kênh em cũng đang cập nhật thông tin diễn biến mới nhất để đến cả nhà trong buổi chiều hôm nay. Thì hôm nay sẽ có một buổi lập vi bằng những cái phát ngôn thiếu chuẩn mực, những cái lời nói vu khống bị đặt bên phía của chị Hồng Loan, Thành Mỹ và những lời vu khống bị đặt của bên phố nghệ sĩ đó cả nhà, thì sẽ được lập vi bằng tất cả và sẽ nhờ bên Thừa Phát lại ghi nhận lại những thông tin này
thì những người đó thì sẽ được ông giáo bế đi uống cà phê, uống trà tùy theo mức độ nặng nhẹ cả nhà ha. Thì rất là nhiều anh em YouTube lẫn truyền thông bên báo chí nhà đài cũng đến đây để đưa tin về sự kiện hôm nay. Trước đó là sự kiện ngày 26 tháng 10 thì cũng là rất là đặc biệt cả nhà, rất là đông anh em YouTube đến đưa tin rồi báo đài. Bên cạnh đó thì buổi chiều là có họp báo hết cả nhà. Thì chúng ta cứ chờ đợi xem bên trong đi cả nhà ha. Một xíu nữa có gì đặc biệt nữa. Và một xíu nữa sẽ có những cái anh chị sẽ có lời những lời phát biểu sau khi buổi làm việc xong. Thì mình cảm nhận thấy là bên trong anh chị cũng đã chuẩn bị vào xong cái nhà và chuẩn bị đứng lên rồi đó. Không biết là khi nào để đi ra đây. Đó thì anh chị đang bên trong để làm việc ở nhà ha. Nói chung là chúng ta để tạo sự riêng tư. Chúng ta không quay vào phía bên trong mà chỉ đứng bên ngoài để cập nhật một số thông tin diễn biến thôi. Còn khi mà anh chị bước ra có những lời chia sẻ thì mình sẽ ghi hình lại và gửi đến các nhà tại những video tiếp theo. Buổi chiều tại đường Đọc Địa Điểm ở nhà thì cũng ấm áp nha, không có nắng và trời mưa, những mưa khắp nơi nha, mưa khắp nơi đó. Mọi người rất là tò mò là không biết là sẽ là Phi Bằng là người đầu tiên sẽ là ai đó, nên mọi người rất là quan tâm vấn đề này đó. Và dù cho là ai đi nữa thì những người mà Du Khống bị đặt thì tất nhiên là sẽ bị là Phi Bằng thôi cả nhà nhé. Nhà mà con nhỏ này nó đã nói là nó chia cho nhà rồi, mình như thế là mình quá tốt rồi, còn gì nữa không, đúng không con? Dạ. Đó, mình có làm mơ cũng không có được như vậy đâu. Nhiều người còn không có nhà ở nữa, sao mà đi đối xử với nó như vậy đó. Dạ. Cô có hay thường xuyên theo dõi ngày nào không? Cũng coi hết trơn á. Dạ. Đó, nhiều người nhà nói là đừng có coi anh ấy chết rồi mất công á, rồi cái hồn người ta nó ám ảnh vào mình á, nhưng mà không, cô khác người ta, cô phải coi, cô coi xong là cô theo dõi cái tình hình của gia đình em đó ra làm sao. Trời ơi, con nhỏ đó nó thương lắm con. Cái hôm mà anh ấy mất á, cô tới nhà cô thắp nhang cho anh á, cô gặp cả gia đình nhà Hồng Loan, cô chụp hình chung với Hồng Loan á, rồi cô nói chuyện là nó tế nhị mà nó ngoan lắm con ạ, nó làm ấn tượng cô rất nhiều đó, nên là bởi thế cô mới thương nhiều vậy đó. Nó hiền lành lắm con ơi, nó thật thà, nó không có biết dùng từ nhỉ. Đây là vị khán giả cũng bức xúc ở nhà, bức xúc vấn đề liên quan đến cô Sáu và bên phía của phụ về ở nhà. Thì cô đứng trước cửa để chia sẻ, mặc dù là không đông đúc như ngày 26 tháng 10 nhưng hôm nay cũng rất là đông anh em đến để đưa tin. Vì buổi trưa anh Nguyên Vũ rồi nhà báo Song Minh và lẫn một số anh em mà xài mạng xã hội ở Tiến thì cũng có đăng tải những thông tin vào sự kiện đặc biệt ngày hôm nay, nên một số anh em đến đây đưa tin và ghi nhận thông tin gửi đến cả nhà một buổi chiều làm việc cả nhà nha. Và chúng ta vẫn đang chờ đợi diễn biến sắp tới như thế nào. Đây có những ly trà sữa được mang đến cả nhà nha. Đây coi. Cả nhà ha, thì hồi nãy là nước uống cà phê thì bây giờ là những ly trà sữa đang được mang đến để tiếp sức cho anh chị làm việc bên trong cả nhà. Chính xác luôn ha cả nhà. Những ly trà sữa được mang đến để tiếp sức và làm việc cho nó vui vẻ hơn cả nhà ha. Và chị bên trong cũng đang ra để nhận những ly nước này. Đây là những ly trà sữa cho YouTuber cả nhà ha. Ngoài nha mọi người. Có 4 ly nha mọi người, chia cho. Rồi, cảm ơn chị. Rồi mọi người ly đây. Rồi cảm ơn cả nhà nhiều nha. Đây là những trà sữa mà bên phía Bình Dục Lon gửi tặng cho YouTuber ở nhà. Ít cả nhà ơi, không có được nhiều như thế nha. Có mấy ly thôi cả nhà ơi? 4 ly. 4 ly thôi.